Lan Còi TV xin kính chào các cô chú anh chị yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Khi bắt tay vào làm va, làm lan đột biến để thu lợi nhuận từ cây lan thì có rất nhiều yếu tố cần phải làm để thành công. Đầu tư được cái mặt hoa của một cái vườn uy tín, chăm được cái cây khỏe mạnh, thế nhưng mà chưa thể bán được đi. Thế vậy cái vấn đề đây là gì? Chủ đề này thì cũng khá là nhiều người nói tới. Thì hôm nay xin mời là các cô chú anh chị cùng Lan Còi TV đào sâu hơn theo góc nhìn của Lan Còi TV. Theo Lan Còi TV thì đây là hiện trạng mà nhiều người trong chúng ta gặp phải. Mua giống thì tìm một cái nhà vườn uy tín không khó. Thiếu tiền đầu tư thì có thể đầu tư ít hoặc là vay thêm. Chăm cây thì có nhiều phân thuốc hỗ trợ rồi, và bí quyết chăm cây thì trên mạng xã hội chia sẻ rất là nhiều. Thế nhưng mà bán được cây hay không thì chúng ta lại cần cái sự nỗ lực từ bản thân. Vì những người mua lan ấy, họ đâu có biết ông là ai đâu, ai dám đặt niềm tin vào ông đâu. Chính vì vậy mà những cái người mới bắt tay vào chơi lan va, chơi lan đột biến thì cần tạo thương hiệu cho cái vườn mình. Vì chỉ khi vườn có hình ảnh đẹp với mọi người thì vườn lan mới lan tỏa được cái giá trị và sự uy tín đối với người chơi, người sưu tầm lan đột biến. Từ đó thì mới mong có cơ hội làm giàu từ cây lan. Nhưng cái việc này thì nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, và còn cộng thêm một chút cái sự may mắn nữa. Cho nên là mọi người đừng có sốt ruột mà chán nản nhé. Trước hết thì chúng ta cần nắm vững một số cái yếu tố quan trọng để thành công. Thứ nhất là có thể chúng ta sẽ đi giao lưu được với nhiều cái nhà vườn ở địa phương quanh cái nơi mà chúng ta sinh sống. Thì nó sẽ là một cái sợi dây liên kết đầu tiên mà chúng ta cần. Vườn tôi đang chơi những cái gì? Vườn ông đang chơi những cái gì? Hay đơn giản là mặt hoa này đang hot? Hay đơn giản là ngồi tán phét về những cái mặt bông, những cái cách chăm sóc cây. Từ đó mà chúng ta có thể tạo dựng những cái mối quan hệ kinh doanh. Người ta có thể giới thiệu một ai đó cho mình để mua cây, hoặc là mình cũng có thể giới thiệu hay môi giới hay gì đó. Nếu mà không có sự giao lưu học hỏi, không có những cái mối quan hệ này thì rất là khó để phát triển. Thứ hai là uy tín và trách nhiệm. Một cái hình ảnh xấu cho vườn lan sẽ rất khó để một ai đó đặt niềm tin vào vườn lan của mình. Nhiều cái trường hợp trong thực tiễn mua cây của những cái vườn uy tín, xong là khi mà được giá thì bán luôn đi, trong khi cái cây đó chưa có mặt hoa chính chủ nở tại vườn của mình. Đến cái lúc về nhà người ta, cây sai nở sai mặt hoa thì lại bị đền lại gấp mấy lần. Ngoài cái tiền cây khi bán, lại thêm đền thêm cả cái tiền bồi thường, cái công người ta chăm sóc, tốn cả tiền bạc, cả thời gian của họ. Mà trách nhiệm thì cô chú anh chị chúng ta lại không thể chối bỏ được. Chứ nếu chối bỏ thì thành ra là mình lừa đảo, đúng không ạ? Tuy vậy thì xuất một cái cây sai mặt hoa đã đủ mang tiếng rồi. Ở đây mình còn chưa nói đến việc là cái người ta bảo là mình lừa đảo. Chính vì thế, lời khuyên tốt nhất cho các cô chú anh chị mới chơi lan đột biến thì nên cảnh giác, dù giống có chuẩn đến mấy cũng nên test hoa trước tại vườn mình đã, rồi hãng chia sẻ cho những người cùng đam mê. Bản thân những cái nhà vườn bán cho mình ấy, những cái nhà vườn có uy tín đấy, uy tín đến mấy thì cũng biết đâu họ cũng gặp tình trạng như mình, cũng đi mua lại của người khác để chia sẻ. Họ không chủ đích lừa đảo đâu, mà chính họ cũng là người chủ quan. Và thực tế là đã có rất nhiều cái trường hợp như thế rồi. Vậy nếu có gặp phải thì Lan Còi TV nghĩ là nên chịu trách nhiệm như một người quân tử. Còn tốt nhất ấy, là nên test hoa vẫn hơn hết. Nó đảm bảo an toàn đến cái túi tiền cũng như là uy tín của nhà vườn các cô chú anh chị đấy. Đừng vì một vài cái kỳ hay là cái lợi nhuận trước mắt mà làm những cái điều nó không hay xảy đến với mình. Thứ ba là quảng bá rộng rãi tới các cái trang mạng xã hội cũng như là sự truyền thông marketing có tính phí chẳng hạn.
thời đại thì 4.0 rồi. Việt Nam chúng ta cũng là một trong số những cái nước có cái thứ hạng rất là cao trong việc dùng Internet trên toàn cầu. Thế vậy thì cái mạng xã hội chính là cái nơi quan trọng để chúng ta quảng bá hình ảnh vườn lan của mình. Ban đầu thì mục tiêu này thì không nhất thiết là ông phải bán được hàng trên cái mạng xã hội này. Vì ông nếu ông có bán thì người ta cũng không cũng khó thể tin được. Thì hãy coi đây như là một nơi để đánh dấu mốc cho cái sự tâm huyết với cái cây lan. Cuối cùng thì vẫn là kiên trì. Chúc may mắn đến với các cô chú anh chị yêu lan, có thể bán được nhiều mặt hàng hoa lan mà các cô chú anh chị đang nuôi hoài bão. Nếu thấy video hay và hữu ích thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lan Quài TV. Video của Lan Quài TV đến đây là kết thúc. Kính chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị vào video lần sau.